Loship, đặt món gì cũng free ship. Loship, ứng dụng giao đồ ăn duy nhất của Việt Nam luôn free ship. Với hơn 70.000 shipper, Loship mở rộng hơn 11 dịch vụ tiện ích như đi chợ, giao hàng, v.v. và giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Loship hoạt động tại 12 thành phố lớn của Việt Nam. Các bạn hãy tải app, ủng hộ Loship, ủng hộ người Việt Nam như đã ủng hộ Battleground nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battleground lịch sử. Vậy là cùng với sự tham chiến của quân đội Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu, tình hình chiến sự ở bán đảo Triều Tiên đã trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Triều Tiên đã đứng trước ngưỡng cửa của sự thống nhất, nhưng dường như mộng ước đó của họ đã trở nên khó khăn hơn từ cái ngày mà người lính bên kia địa cầu xách súng tiến vào quốc gia của họ. Triều Tiên đã chờ ngày thống nhất quá lâu, oán hận của sự chia cắt đã ủ men cho chén rượu đắng của Hàn Quốc, khiến cho Triều Tiên đổ đi thì tiếc mà nuốt vào thì không trôi, đâm lao thì phải theo lao. Họ đã bắt đầu chiến tranh thì phải hoàn thành nó dù có bị bỏ rơi. Vậy thì rốt cuộc chiến tranh Triều Tiên tiếp tục diễn ra như thế nào? Hãy cùng Battleground đi tìm câu trả lời trong video tiếp theo của series về chiến tranh Triều Tiên nhé. Chiến dịch Incheon xoay chuyển càn khôn. Sau khi bị quân Mỹ đẩy lùi và không thể nào công phá được vành đai Busan, cộng thêm việc mất đi quá nhiều chi viện quân sự khi mà Liên Xô đã ôm con bỏ chợ, Triều Tiên đứng trước nguy cơ tiến thoái lưỡng nan, đánh cũng không được mà đình chiến cũng chẳng xong. Về lý thuyết thì Mỹ và Hàn Quốc vẫn chỉ nắm giữ 5% diện tích lãnh thổ, Triều Tiên vẫn nắm trong tay toàn bộ ưu thế của cuộc chiến. Thế nhưng Hàn Quốc giờ đây thì đã khác rất nhiều so với cái ngày bị giã như tương chỉ sau 3 ngày đêm chiến đấu. Dưới sự giám sát và chi viện của Mỹ, Hàn Quốc đã có những bước tiến quan trọng để ngày càng củng cố cho vành đai Busan, biến nơi đây thành một cứ điểm bất khả xâm phạm, là chỗ dựa vững chắc nhất, quan trọng nhất để họ làm nên chuyện. Về phía Liên Hợp Quốc, họ cũng tiếp tục chi viện cho quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Với sự chi viện khổng lồ, cùng với việc quân tâm lên cao sau những chiến thắng liên tiếp, Triều Tiên thì vừa mất đi người chống lưng, bơ vơ giữa dòng đời xô đẩy. Các tướng lĩnh của quân đội Mỹ đánh giá đây là một thời cơ ngàn vàng để có thể tổng tấn công, giành lại phía Nam Triều Tiên. Thậm chí nếu có thể làm tốt hơn, họ có thể tràn lên phía Bắc và biến công sức gây dựng 3 năm của Liên Xô tan thành mây khói. Mục tiêu được Douglas MacArthur, Tổng chỉ huy quân đội Liên Hợp Quốc tại Triều Tiên, đề xuất đó chính là mở một chiến dịch nhắm vào Incheon, nơi giáp với thủ đô Seoul và biển Hoàng Hải. Nếu thành công chiếm lại được thành phố này, thì quân Mỹ và quân Hàn Quốc sẽ có một cứ điểm vô cùng chắc chân để chiếm lại thủ đô Seoul. Và họ cũng sẽ đồng thời vòng ra phía sau quân Triều Tiên, thực hiện các kế hoạch đánh úp nhằm giải tỏa áp lực khổng lồ đang đè nặng lên vành đai Busan. MacArthur hy vọng rằng quân đội của ông đủ sức để cắt đứt toàn bộ tiền tuyến của quân Triều Tiên, kẹp quân chủ lực của nước này vào giữa vành đai Busan và lực lượng đánh úp của Mỹ và Hàn Quốc. Và đó chính là chìa khóa chiến thắng mà quân Hàn Quốc cùng quân Mỹ hướng tới. Tuy nhiên, kế hoạch này tại thời điểm đó được coi là một kế hoạch không tưởng, khi nó cần một lực lượng khổng lồ đổ bộ từ bờ biển phía đông Triều Tiên. Lực lượng cần có số lượng lớn nhưng phải tinh nhuệ, trung thành tuyệt đối và đặc biệt là phải vừa chiến đấu vừa có thể giữ liên lạc một cách xuyên suốt. Chính vì yêu cầu gắt gao như vậy nên hải quân Hàn Quốc chắc chắn là không đủ yêu cầu. MacArthur không còn cách nào khác đành đánh điện về Nhà Trắng yêu cầu cho lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến xuất trận. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, khi mà Thế chiến thứ 2 vừa đi qua chưa đầy 10 năm thì thủy quân lục chiến Hoa Kỳ vẫn đang nằm trong tình trạng hồi phục, đồng thời bị Tổng thống Truman cắt giảm đi một số lượng rất lớn, từ 300.000 quân giảm còn có 27.000 quân, nên việc điều động lực lượng vừa đủ lớn vừa đủ tinh nhuệ gặp vô vàn khó khăn. Chẳng những gặp phải vấn đề về lực lượng mà dường như quân Mỹ và quân Hàn Quốc còn gặp phải những trắc trở về thời tiết. Khu vực mà họ dự định đổ bộ là một nơi thủy triều lên xuống cực kỳ thất thường, đây được coi là một phòng tuyến tự nhiên vô cùng đáng gờm. Đường áp sát vào Incheon là hai lối vô cùng giới hạn, đó là eo biển Phi Ngư và eo biển Đông. Hai eo biển này quá hẹp và vô cùng thích hợp để quân đội Triều Tiên tổ chức đặt bã mìn. Thủy triều của hai eo biển này thì rất nhanh và rất nguy hiểm. Tóm lại, trên cả phương diện nhân tạo và tự nhiên thì Incheon đều sở hữu những khó khăn ghê gớm đối với một cuộc đổ bộ, đúng như những gì mà Trung tá Hải quân Ali Kapp đã từng ghi nhận. Chúng tôi đã thảo ra một danh sách gồm các trắc trở về địa lý và tự nhiên, và Incheon đã có tất cả mọi thứ. Và điều này khiến cho MacArthur phải hủy bỏ kế hoạch ban đầu là tấn công bằng thủy quân lục chiến của mình và phải xem xét lại toàn bộ chiến dịch nhằm lên kế hoạch cho một cuộc đổ bộ khác. Kế hoạch mới này về sau
được thực hiện sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của MacArthur. Khi ông dành hàng giờ thuyết trình căng thẳng trước Bộ Quốc phòng Mỹ, ông cho rằng Incheon càng được quân Triều Tiên phòng thủ kỹ càng thì càng khó bị đổ bộ, thì đó lại càng là ưu thế mà quân Mỹ có thể tận dụng. Nếu chiếm được Incheon thì quân Mỹ sẽ xé toạc được quân đội Triều Tiên làm hai mảnh và từ đó dễ dàng bao vây rồi tiêu diệt. Yếu tố bất ngờ chính là con dao hai lưỡi mà quân Mỹ dự định sử dụng trong chiến dịch này. Và MacArthur hy vọng rằng lưỡi sắc của con dao đủ sức chia đôi hậu phương và tiền tuyến quân Triều Tiên. Để cho cuộc đổ bộ diễn ra thuận lợi, một tuần trước khi chiến dịch bắt đầu, quân Mỹ đã cho nhiều toán du kích nhỏ đến các hòn đảo nhỏ quanh Incheon để thu thập tình báo về thủy triều, về bãi lầy, đê biển và các vị trí bố phòng quân đội Triều Tiên. Một loạt các cuộc tập trận và thử nghiệm được tiến hành khắp nơi trên duyên hải Triều Tiên, nơi có các điều kiện tương tự với Incheon trước khi có một cuộc đổ bộ thực sự. Các cuộc tập trận được sử dụng để tính toán thời gian và hiệu suất của các quân vận đỉnh. Chiến dịch chính thức được bắt đầu vào rạng sáng ngày 15 tháng 9 năm 1950 và nó được coi là một trong những cuộc đổ bộ quy mô nhất kể từ sau Thế chiến lần thứ hai. Cuộc đổ bộ của quân Mỹ mang mật danh là chiến dịch Cromai, diễn ra trên 3 mặt trận là bãi xanh lá, bãi đỏ và bãi xanh dương. Đúng 6 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9 năm 1950, quân lực Hoa Kỳ đã đổ bộ lên bãi xanh lá, bắt đầu cho chiến dịch giành lại Incheon. Lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ một cách mãnh liệt lên bãi đá này từ 4 phương 8 hướng. Quân Triều Tiên thực sự bất ngờ bởi đòn tấn công như vũ bão của quân đội Hoa Kỳ cùng với đồng minh. Hệ thống phòng thủ của họ dày công sắp đặt đã nhanh chóng vỡ vụn trước sức mạnh cơ giới hóa của quân Mỹ. Chỉ trong một buổi sáng, toàn bộ công sức suốt nhiều tháng trời của quân đội Triều Tiên gây dựng tại bãi xanh lá đã tan thành mây khói. Bãi đá bị chiếm nhanh tới mức mà quân Mỹ còn chưa cần sử dụng tới những phương án chủ tính trong trường hợp mà thủy triều gây ảnh hưởng tới tốc độ tiến quân. Câu chuyện về hai trận địa còn lại là bãi đỏ và bãi xanh dương cũng diễn biến với tới trận một chiều. Ưu thế tuyệt đối cho quân Mỹ, mọi nỗ lực chống trả sau đó của quân đội Triều Tiên chẳng khác nào đâm đầu vào tường. Toàn bộ Incheon được quân Mỹ giành lại cho Hàn Quốc. Chiến sự sau thời điểm này đảo chiều một cách chóng mặt. Chiến thắng của quân đội Hoa Kỳ đã thực sự xoay chuyển càn khôn và đưa cuộc chiến Triều Tiên-Hàn Quốc bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn phản công của Hàn Quốc. Tái chiếm Nam Triều Tiên, đột phá vĩ tuyến 38. Sau khi tái chiếm được Incheon, quân Hàn Quốc cùng với quân Mỹ liên tiếp thực hiện các đòn tấn công vũ bão với mục tiêu duy nhất không gì khác ngoài tái chiếm lại toàn bộ lãnh thổ Nam Triều Tiên, nơi mà họ gọi là Hàn Quốc. Việc để mất Incheon trực tiếp khiến cho hậu phương và tiền tuyến của Triều Tiên bị chia cắt. Quân chủ lực của họ bị cắt đứt toàn bộ tuyến tiếp vận, tình thế vô cùng nguy hiểm. Nếu không nhanh chóng rút lui, toàn quân có thể bị tiêu diệt bất cứ khi nào. Quân đội Triều Tiên không còn đủ sức để đe dọa vành đai Busan, và ngay khi cứ điểm này thoát khỏi vùng hung hiểm, thì họ lập tức tổ chức hợp vây quân đội Triều Tiên với lực lượng quân Mỹ vừa chiếm được Incheon. Và dĩ nhiên, với đà chiến thắng thần tốc của mình, liên quân các nước đã thành công đẩy lui quân đội Triều Tiên về bờ bắc vĩ tuyến 38. Diện tích lãnh thổ của Hàn Quốc gần như được khôi phục hoàn toàn. Thế cục của cuộc chiến đã đảo chiều một cách chóng mặt. Chỉ với hai chiến dịch thắng lợi tại vành đai Busan và Incheon, họ đã giành lại toàn bộ lợi thế mà quân đội Triều Tiên đã chiếm được trước đó. Ngay sau khi khôi phục lại chính quyền tại Nam bán đảo Triều Tiên, chính quyền Hàn Quốc đã thực hiện nhiều quyết sách cứng rắn nhằm vào các thế lực tàn dư mà quân đội Triều Tiên cài cắm tại đây. Chiến dịch tìm cộng, diệt cộng của Lý Thừa Vãn được đánh giá là vô cùng tàn bạo và đẫm máu. Nổi tiếng nhất trong số đó chính là cuộc thảm sát Bodolik, giết chết tới 100.000 tới 200.000 người chỉ trong mùa hè năm 1950, với mục tiêu là triệt tiêu toàn bộ cộng sản nhằm bảo vệ chính phủ Hàn Quốc. Vụ thảm sát này đã làm rúng động toàn bộ thế giới và nó được coi là cuộc thảm sát lớn nhất sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Sau khi đẩy lùi được Triều Tiên về bờ bắc vĩ tuyến 38, khôi phục lại được lãnh thổ cho nhà nước Đại Hàn Dân Quốc, về lý thuyết, quân đội Mỹ và Liên Hợp Quốc đã thực hiện được sứ mệnh đầy cao cả của mình, giữ gìn nền hòa bình của bán đảo Triều Tiên. Khi sứ mệnh đã kết thúc, thì đó cũng là lúc mà họ đáng ra phải rút đi. Thế nhưng, những người lính đến từ bên kia đại dương, với lòng hào sảng và tinh thần trượng nghĩa của mình, dường như đã vượt qua mọi rào cản của các công ước được ký kết trước đó. Họ đã giải cơn mưa bom dân chủ xuống bán đảo đau thương, đã quyết định giúp đỡ Hàn Quốc tới cùng.
Mỹ cùng Liên Hợp Quốc đã thực hiện những nỗ lực tuyệt vời của mình, không tiếc hy sinh để đổi lấy một bán đảo Triều Tiên thống nhất, một bán đảo mà nơi đó chỉ có sự tồn tại của nhà nước Hàn Quốc, sạch bóng chủ nghĩa cộng sản và tràn ngập sự tự do dân chủ. Đó thật là một hành động anh hùng, một hành động vì chính nghĩa, đúng như cách mà họ đã rêu rao cho toàn thế giới. Những người lính cao to, vạm vỡ, cầm súng tiến lên phía Bắc với mục tiêu thống nhất bán đảo Triều Tiên và sẽ được tung hô giống như những đấng cứu thế. Thế nhưng đối với người dân của bán đảo đau thương này thì đó sẽ chỉ là một thảm họa lần tiếp, không hơn không kém. Chiến hỏa đã ngừng cháy, Hàn Quốc và Triều Tiên có lẽ đã có thể tồn tại song song như thời điểm hiện tại. Thế nhưng sự quyến rũ của Bắc Triều Tiên dường như đã đốt cháy lên ngọn lửa dân chủ, tự do trong lòng những chính trị gia của Mỹ. Đất mẹ Triều Tiên đã khóc một lần khi những đứa con của mình đã cầm súng tàn sát lẫn nhau. Và giờ đây, vết thương trong tim là chuẩn bị chảy máu một lần thứ hai khi những người anh em đang chạy đua trong cuộc chiến tiếp theo. Việc quyết định giúp đỡ Hàn Quốc thực hiện chiến dịch thống nhất quốc gia được coi như một dấu mốc cực kỳ quan trọng trong chiến lược ngoại giao của Mỹ. Sự kiện này chính thức đánh dấu cho sự can thiệp của các lãnh đạo Hoa Kỳ, quyết định đi xa hơn thay vì chỉ đơn thuần là ngăn chặn các mối đe dọa hiện hữu. Hành động này giống như cái cách mà Mỹ đã từng can dự vào nội bộ chính trị của rất nhiều quốc gia ở Trung Đông giai đoạn cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Và tất nhiên là người Mỹ luôn thực hiện những quyết sách này bằng cách sử dụng những lỗ hổng của các công ước quốc tế để chứng minh mình không sai, ít nhất là về mặt pháp lý. Các lực lượng Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu bắt đầu cho cơn cuồng phong kéo lên phía Bắc Triều Tiên vào những ngày đầu tháng 10 năm 1950. Các quân đoàn đổ bộ từ nhiều hướng và nhanh chóng giã nát các phòng tuyến của Triều Tiên. Quân đội Triều Tiên sau những thất bại liên tiếp tại miền Nam khiến cho quân tâm suy giảm, cùng với việc Liên Xô đã ôm con bỏ chợ. Trung Quốc thì vẫn chưa có một quyết định rõ ràng về việc có chi viện cho chính quyền Triều Tiên hay không, đã khiến cho quân đội nước này thất bại nghiêm trọng trên tất cả các mặt trận. Những cơn cuồng phong giận dữ của Mỹ và Hàn Quốc đã tràn ngập khắp các làng mạc, thành phố, đô thị của Triều Tiên. Họ trút giận bao ai oán mà mình đã từng phải gánh chịu lên đầu những người dân vô tội. Họ đánh thống một mạch từ vĩ tuyến 38, thọc sâu vào nội địa Triều Tiên, tới thủ đô Bình Nhưỡng cũng không thể chống đỡ và nhanh chóng thất thủ vào ngày 19 tháng 10 năm 1950. Vậy là chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Seoul và Bình Nhưỡng đều đã lần lượt thất thủ. Cả hai chính quyền của Triều Tiên và Hàn Quốc đều đã từng đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Và những người con của bán đảo Triều Tiên thì vẫn đang quay cuồng trong vòng xoáy của thế lực ngoại bang. Đến cuối tháng 10, quân đội Bắc Triều Tiên đã tan rã nhanh chóng và quân Liên Hợp Quốc đã bắt được tới 135.000 tù binh. Chiến sự xoay chuyển một cách chóng mặt. Chính quyền Triều Tiên đối mặt với nguy cơ sụp đổ lớn nhất của chính họ từ ngày được thành lập. Việc Triều Tiên bị giã nát đã giáng một hồi chuông cảnh báo vào đầu của Trung Quốc. Triều Tiên bị kẹp giữa hai thế lực xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc và Liên Xô. Nếu bán đảo Triều Tiên sạch bóng những người cộng sản thì việc Mỹ bành trướng ở châu Á chỉ còn là vấn đề thời gian. Triều Tiên có đường biên giới sát với Trung Quốc và nếu như Mỹ kiểm soát được toàn bộ ở đây thì vùng công nghiệp nặng quan trọng phía đông bắc của Trung Quốc sẽ gặp nguy. Một loạt các thành phố cảng quan trọng cũng sẽ nằm trong tầm hỏa lực và vòng kiểm tỏa của Mỹ. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa mới được thành lập, nếu bây giờ Mỹ có được cả Triều Tiên làm căn cứ quân sự thì biết đâu một ngày xấu trời nào đó, Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân Đảng có thể sẽ từ Đài Loan trở về, hát khúc ca khải hoàn và duyệt binh tại Thiên An Môn. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trung Quốc lo ngại rằng lực lượng Liên Hợp Quốc sẽ không dừng lại ở bên bờ sông Áp Lục, là ranh giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc, mà sẽ mở rộng chiến tranh vào lãnh thổ của Trung Quốc. Và thực tế đã chứng minh rằng một số quốc gia phương Tây đề xuất tấn công Trung Quốc là điều cần thiết. Mặc dù Mỹ tuyên bố rằng việc họ tấn công Trung Quốc là điều không bao giờ xảy ra, thế nhưng chỉ huy của họ tại mặt trận Triều Tiên, tướng Douglas MacArthur thì lại nghĩ khác. Ông cho rằng Trung Quốc rất có thể sẽ hỗ trợ Triều Tiên và đặt quốc gia tỷ dân này trong tầm ngắm. Trung Quốc từ một quốc gia đứng bên ngoài cuộc chiến, lần này bỗng dưng lại trở thành mũi nhọn bị Mỹ và phương Tây chĩa vào. Họ bị Liên Xô đẩy ra đứng mũi chịu sào, bị Mỹ và Liên Hợp Quốc tỏ ra không mấy thân thiện, đứng trước nguy cơ chiến hỏa cháy rực một lần nữa. Vậy thì rốt cuộc những nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã thực hiện kế hoạch của mình như thế nào? Hãy cùng đón chờ video cuối cùng trong series video về chiến tranh Triều Tiên để cùng Battle Grady tìm câu trả lời nhé.